Kim Hoa xin gửi tới lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trời xanh trong tơ trời như màu áo của người anh mến yêu. Em ngồi bên bờ vắng theo dõi tàu anh đi vượt ngàn chung hải lý. Em ơi, em biết không có người yêu linh thiêng hồn được sóng bay theo. Bỗng tàu chậm chậm trôi, tàu neo trên biển vắng, lạc vào vùng đất lạ. Hoang cào nhiều hoa xinh, bao nàng tiên kiều diễm, đẹp tựa trong sách. Tiên đẹp nhất đem biếu một nhánh hoa, nụ cười nàng lời là anh đưa tay nắm tay cho mắt em dừng buồn vì bên anh biết thôi nhé. Sau lần hai ngày đi bên em, anh đã hứa ân tình chỉ em thôi. Sao nay anh quên lời, anh quên em thật rồi, khi gặp nhau nữa chi. Ô kìa tàu đã đi, đột nhiên trời giông bão, trên hàm anh ngã nhào. Cho em tình mộng ngay, ly còn hoen nước mắt, thì xa em lầm mơ. Rồi nhủ lòng đi nhớ, sao ngỡ ngờ oan anh, thành bơm cùng hoa sao. Yêu em biết không, ai mà không dối hờn, cuộc tình em đem sớt chia. Em ơi biển chiều nay, biển xanh xanh đẹp quá, tàu anh như lướt nhẹ. Anh nhìn trời xanh trong, tơ trời như màu áo của người anh mến yêu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh các chị cho phần biểu diễn đầu tiên của nhạc hội số 39 về nhạc sĩ Anh Bằng hôm nay.